Hi, chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ nấu cháo thịt bằm nha cả nhà. Đây mình đã chuẩn bị khoảng 200g thịt bằm. Còn đây là gạo thơm mình đã rửa sạch rồi nha cả nhà. Mình đã cho sạch đây. Bây giờ mình nước sôi mình sẽ để gạo vào nấu trước. Tại thịt bằm á cả nhà nó mau chín mình sử dụng một áp suất nấu nó sẽ nhanh hơn. Còn ở đây kế tiếp ở đây là bầu ngư khô nha cả nhà, bầu ngư viên nha cả nhà, loại bầu ngư nhỏ. Bình thường giống như là con hàu hay con gì bự ở cả nhà, nó chính giữa cục thịt của cái con bầu ngư ở cả nhà. Cái này là bầu ngư khô, trong tiệm thuốc bắc thường thường có bán hết cả nhà. Cái này cũng mắc cả nhà đây, mình sẽ bỏ vài cục thôi, mình mua về nó khô rồi mình rửa sạch, mình ngâm chút xíu nước nóng cho nó mềm cả nhà, một lát mình sẽ nấu cái nồi cháo nó sẽ ngọt hơn. Nếu cả nhà không có bầu ngư khô, cả nhà nấu với thịt bằm cũng được, tại mình chồng mình thích ăn có để bầu ngư khô cả nhà, cháo nó sẽ ngọt, có vị gọi ngọt khác với thịt bằm của mình. Ở nhà của mình à, một dĩa trái cây ăn khoảng một tuần chưa hết nữa. Nhà mình không ai thích ăn trái cây, thường thường mình ép nước đó cả nhà, xài người ta cho mình đó, cô chồng mình bọn này người ta cho không à. Trái cây thì mình cúng ở nhà, nhà em mới chín chín hết trơn rồi, cũng có trái hư rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ ướp thịt bằm nha cả nhà. Trước khi ướp mình sẽ chế chút xíu dầu mè, dầu mè cho cái thịt bằm nó thơm cả nhà. Chút xíu bột nêm, mình cho khoảng nửa muỗng bột nêm mà không tới nửa muỗng. Nước tương, một chút muối bột nha cả nhà. Trộn đều cho thịt nó thấm. Mình mua thịt á, cả nhà mình rửa là mình kêu ta xay, quên kêu ta xay nhuyễn một chút, ta xay hơi chưa nhuyễn cho mấy. Bây giờ mình sẽ cho chút xíu bột ăn vào cho thịt nó có vị mềm á cả nhà, đừng có nhiều quá, cho thịt nó dính lại á. Này ta xay chưa nhuyễn gì mấy, hơi to cả nhà ơi, nhuyễn chút xíu thì nó ngon hơn. Ở bên này cả nhà mình mua thịt á, có cái chỗ cho mình rửa thịt, mình rửa xong cái mình kêu người ta xay, tự mình lựa thịt rồi mình rửa xong cái người ta xay cho mình, mà mình quên kêu người ta xay hai lần cho nhuyễn chút xíu cả nhà. Người ta xay đó thịt nó hơi to chút xíu à. Thường thường bên này người qua bên này ta mua thịt xay đã hay chọn chút xíu thịt ba gọi cả nhà, đừng cho thịt nó không có bị cứng á, nó mềm á. Đây mình để đây cho nó thấm, để chút xíu cho tiêu xay, mình để tiêu sọ xay. Xíu nữa nồi cháo mình xong mình sẽ để thịt bằm vào mình nấu cháo trước. Bây giờ nồi cháo của mình cũng sôi, mình vớt bọt ra cả nhà. Mình nấu nồi áp suất nhanh lắm cả nhà ơi, khoảng 10 phút vậy đó là cháo nó nở à. Để sôi mình vớt bọt xong mình sẽ đậy nắp lại. Cả nhà thấy không? Cháo này mình không có gan nha cả nhà, gạo mình không có gan. Rồi cả nhà thấy à, cái bầu ngư viên cả nhà, bầu ngư viên nó cũng hơi nở rồi. Xem
nha, cái gớt điện thoại trong nồi cháo rồi cả nhà ơi. Đây cả nhà, nồi áp suất của mình, nồi cháo của mình nó sôi rồi cả nhà. Tại vì mình nấu cháo mình cái trong cháo cả nhà nó sôi, nó sẽ ra cái nước ở ngoài này nè, nó đục đục ở cả nhà. Còn mình nấu canh thì nó không có, tại vì cháo mình nấu như vậy đó, nó sôi một lát nữa mình để cho nó kêu lớn thiệt lớn thì mình sẽ tắt bếp. Giờ đang sôi đó cả nhà ơi, mình tắt bếp khoảng 5-10 phút gì đó, cháo nó cho chín, mình mở ra là cháo nó chín nó nhừ rồi, mình mới để thịt bằm vào. Giờ mình tắt bếp trước. Cả nhà, còn đây là cải dưa làm dưa cả nhà. Cái này mình mua trong siêu thị cả nhà, giống như cải làm dưa bên Việt Nam mình vậy, mà người ta làm bằng, ta để một củ cải nhỏ vậy nè cả nhà. La châu xiang xia lãnh xay cả nhà. Đây là người ta ấy á, mình mua ta xay được cả nhà. Người ta làm xong rồi, người ta để vô hộp, nhưng mà mình về mình phải ướp ăn mới ngon cả nhà. Nếu không ướp ăn không có ngon cả nhà ơi. Mình phải ướp giống như Việt Nam mình, có tỏi nêm nếm hồ đường đó cả nhà mới ngon, chứ không mà ăn nó gì kỳ đó. Tại vì hồi đó bà chị chồng mình không biết, bà mua về rồi giờ để bỏ thì uổng, cho nên mình ướp ra rồi nặng chút chút tắt cả nhà, chanh đó ăn cho nó ngon vậy đó. Cháu của mình đã nhờ rồi cả nhà. Thường thường mình nấu ăn nồi áp suất cả nhà, để nước nhiều chút xíu, tại vì cháo nó nở ra nước nó sẽ, cháo nó sẽ đặc lại cả nhà, nhiều khi không có nước luôn á. Đây cả nhà thấy không, mình nấu nồi áp suất cháo nó nở rất là đều luôn cả nhà ơi. Phải mờ chút xíu nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho bằng vào. Nếu cả nhà thích ăn thịt bằm miếng bự thì mình để miếng bự bự ở cả nhà, miếng dẹp dẹp vậy nè cả nhà. Còn mình không thích thì mình để gời gời vậy. Gời dẹp ở nhà có con nít đâu, cả nhà người lớn tuổi rồi không có răng, mình ăn vậy nó tiện á. Mình nấu gạo thơm, nó hơi gạo thơm đợt này mình mua cả nhà giống như gạo nếp vậy đó. Ít khi nào mua gạo thơm giống như Việt Nam mình, ở Việt Nam mình mua gạo thơm thì nấu nó dẻo như gạo nếp vậy cả nhà. Còn bên này á, mình mua có một chục lần mới được một lần á, không biết tại sao nhiều khi ta chọn mà nhiều khi ta không chọn hay sao. Đợt này mình mua gạo thơm này chắc vừa giống như là Việt Nam mình luôn. Cả nhà để thịt bằm á, để nước sôi mình hãy để thịt bằm nha cả nhà. Nếu mà nước chưa sôi mình để thịt bằm rồi cháo mà nó sẽ bị đục, không có được ngon cả nhà. Tại vì thịt nó vô nước lạnh xong nó bị trắng á. Những cái hát xà tới bên nào. Bây giờ mình sẽ nêm nếm một chút xíu muối bột. Mình không có nêm cái gì nữa nha cả nhà, tại vì thịt bằm của mình có nêm nếm rồi, nên mình để trong cháo chút xíu muối bột thôi. Bên đây người qua ta hay ăn vậy cả nhà ơi. Mình để thịt bằm nó chín xong mình sẽ múc ra. Đây cả nhà, mình để ngò gí với hành nha cả nhà. Với hành sấy khô, hành tím sấy khô với mình để chút xíu tiêu sọ.
cả nhà nhìn đi, cháo của mình nấu cháo bào ngư, cháo bào ngư khô quá cả nhà. Đây là bào ngư dần dần là bào ngư cả nhà. Bây giờ mình sẽ để chút xíu hành, mình để chút xíu hành rồi chút xíu ngò gí. Để chút xíu hành sẽ khô, chút xíu tiêu xài. Ê cả nhà ơi, cháo của mình nấu xong rồi cả nhà ơi. Nếu cả nhà thích nhớ bấm subscribe, chia sẻ, đăng ký cho mình nha cả nhà. Nếu cả nhà thích nhớ bấm subscribe, chia sẻ, đăng ký cho kênh của mình nha cả nhà. Còn đây là cháo nha cả nhà. Thường thường người qua bên này ta ăn cháo thì hay ăn chung với cháo cả nhà. Ở nhà mình nấu thì ăn chung với dưa cải nha cả nhà. Dưa cải hộp á, hồi nãy mình có cho cả nhà xem á, dưa cải hộp mình đã ướp hết rồi. Đây là cháo. Cháo nếu cả nhà thích nhớ bấm subscribe, chia sẻ cho mình nha cả nhà.